Dạ, con cổ họng con bị đờm 20 mấy năm. Con đã đi trị bệnh bên Tây y nhiều nơi vẫn không hết. Lúc nào cổ họng con cũng có đờm. Con rất khó thở và mất ngủ, khạc ra hạt đờm nhỏ. Con nên làm sao ạ? Xin hết rồi bác tài. Thưa quý vị, cái này nó dễ gì đâu quý vị. 20 mấy năm gì thấy không, có những cái bệnh mà khi chúng ta hết rồi chúng ta tưởng như một giấc mơ, là có cái đàm 20 mấy năm gì thấy không. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị không nhìn ở cái gốc, cái cơ thể này chúng ta là thức ăn là chúng ta, quý vị nhớ không, chính cái cơ thể này do thức ăn nó tạo nên. Thì tất cả các bệnh mà muốn hết thì chúng ta phải sửa cái thức ăn của cái cơ thể này, bởi vì thuốc nó đâu có nuôi chúng ta, thuốc nó đâu có nuôi cái thân thể này, mà thức ăn nó nuôi chúng ta. Vậy thì chúng ta cái cơ thể này nó sai lầm thì chúng ta thay đổi thức ăn là cái gốc, chứ đâu phải là thay đổi cái món ngoài trên. Thì chữa bệnh tùm lum tà la ở trên ngọn không, cái gốc ở dưới không thấy gì, vì thấy không, là cái gốc là gì, là thức chúng ta là thức ăn là chúng ta, nó biến chuyển ra 50 mấy kg này là do thức ăn. Chúng ta không thức ăn thì chúng ta chết queo. Do đó tiên sinh có nói một câu mà quý vị thức tỉnh được, quý vị sẽ thấy rõ là cái mục đích mình ở đâu và cái quan trọng mình nằm ở chỗ nào, và từ đó không bệnh tật. Tôi tiên có nói câu chúng ta là những con ma quý vị, là nu som mà đi phan tôm, nu som mà đi phan tôm là con ma. Chúng ta là những con ma, tức là chúng ta không có, mà chúng ta là thức ăn nó tạo ra con ta, con người chúng ta. Tức là cái ta mà người ta tưởng có cái ta cái tôi đó, thì nó là những cái bóng ma của gì. Chúng ta chính là thức ăn, thì thức ăn này có tốt đẹp, ăn cái suy tư chúng ta tốt đẹp là do thức ăn chứ không phải là do thuốc, là do thức ăn. Vì sửa chữa thức ăn đi thì hết điều. Đây là tôi nói gì đó, nói thì nói này, nói ra là quan trọng, nói vô không quan trọng là cho cái gì hết đạm, không quan trọng. Bởi vì nếu tôi không nói ra mà cái gì hết đạm thì nữa gì đạm lại, thấy không? Do đó tôi nói ra thì cái nói ra là quan trọng hơn là cái nói vô. Cái nói mông lung, cái nói mơ hồ kia nó quan trọng hơn là cái nói để cho quý vị trị bệnh. Bởi vì quý vị nếu không nghe được cái mơ hồ kia thì quý vị sẽ bệnh trở lại. Đấy. Tôi nói gần như đến những năm này là sẽ có một khúc quanh lịch sử để quanh về cái nẻo chính, chứ bị bẻ rồi. Thực dưỡng bị bẻ cong queo, bẻ khúc quanh trở lại thì đúng không? Thực dưỡng đã bị cong queo là dùng để chữa bệnh, nó bị bẻ rồi, nó không đi con đường, nó đương đi vậy gì, nó bẻ quẹo qua để chữa bệnh, nó không phải con đường của nó mà, tụi bẻ trở lại cái gì, là con đường chữa bệnh chỉ là có quan trọng mà thứ yếu mà còn. Nhớ từ đây xin quý vị làm ơn nhớ cho tôi, con đường thực dưỡng không phải là con đường chữa bệnh. Tôi nói rồi gì, một con đường sống phù hợp với trật tự tạo hóa này, con đường thấy vui vẻ từng ngày mình sống được, mình mang ơn tạo hóa này, mình mang ơn vũ trụ, mang ơn tất cả những người xung quanh của mình, bạn bè của mình, các cái mang ơn có con đường này. Tôi sửa đổi một cái cách sống của tôi, quý vị ơi làm ơn đừng lấy thực dưỡng để chữa bệnh không nữa, chữa bệnh không nha, chứ phải tôi nói không chữa bệnh không, quý vị thấy không, nó quan trọng hết sức rồi. Bây giờ làm sao đây, bây giờ làm sao cái bệnh này, bây giờ mình nói là cái quan trọng của bệnh này nó nằm chỗ nào. Xin là nói cái mấu chốt, cái mấu chốt của bệnh Dạ, này nằm bị biết đờm là 20 mấy năm ạ. à, Đi Tây rồi y rồi nhiều nè, không? chị coi nè, không có biết nam, không có biết nữ, không coi bệnh môn quả ra làm sao, tâm tiểu trường can đến thận kinh mạch cũng không thấy được, nhưng mà vẫn hết á, tôi hứa gì cũng hết, lạ không, thì không có gì mà tuyệt vời bằng này. Tôi tâm cung cấp cho quý vị một loại vắc xe, tôi cung cấp cho quý vị một loại vắc xe giúp cơ thể của vị trị lành hết tất cả mọi loại bệnh đó, có sướng vậy. Một loại vắc xe ví dụ như giờ vắc xe của Thương Hàn, vắc xe của bữa Hoa Lao, vắc xe của cái xài uống ván thì nó chữa được cho một cái loại xài uống ván. Còn cái vắc xe mà thực dưỡng đây là một loại vắc xe giúp cho cơ thể vị trị hết tất cả loại bệnh. Trời ơi, không còn cái gì kỳ diệu nữa, không còn cái gì quý báu nữa, không còn cái gì mà vui mừng phải la lên là tôi tìm được một loại vắc xe rồi, nó trị hết tất cả mọi loại bệnh, không phải trị nó vậy nữa. Một loại vắc xe này giúp cho cơ thể chúng tôi trị hết tất cả mọi bệnh, vậy còn muốn cái gì nữa vậy, một cái điều kỳ diệu, một cái phép màu rồi chứ còn gì nữa. Bao nhiêu ngàn vắc xe để trị mấy ngàn bệnh, gì thấy không, bao nhiêu ngàn vắc xe, từ vắc xe này vắc xe kia trị này, bây giờ có một loại vắc xe mà trị hết 1.000 bệnh, cái gì còn muốn cái gì nữa vậy. Trời đất ơi, không còn quý báu gì, cái gì phải mừng rỡ vui lên ca lên, dù cái gì đang đau đớn, dù còn đạm nó quá dễ gì, tại vì chúng ta tự thức ăn, quý vị ăn những loại có lipid thì nhất định nó tạo đạm,
Vì làm cho tôi thử nha, vì đương bình an không có đàm nha. Quý vị uống dùm tôi nước cốt dừa đi. Nước cốt dừa vậy, ăn cái gì mà có nước dừa. Quý vị ăn dùm cho tôi không nhiều, ăn dùm tôi 15 bài một tháng thì quý vị ra đàm 3 tháng chưa có. Tối ngày khạc là cục đàm, tối ngày có cục đàm vậy mà cứ 2 3 phút là khạc là cục đàm. Quý vị ăn cái nước cốt dừa. Đi thử đi, đừng nói tôi nói dốc. Đồ vậy, đồ chiên, đồ xào, mỡ các cái này nọ. Đó gì thấy không? Thì cái đàm nó tạo, đi biết nó tạo đâu. Quý vị ăn cơm tránh nó cũng tạo đâu vậy. Chết mồ tổ không? Tại sao quý vị biết rồi đó, cái gan nó chứa glycogen. Khi chúng ta ăn cơm trắng thì vô cái nó nhả đường liền. Công thức của nó là C12H22O11, nó ra nó biến thành C6H12O6 là glyco, và động với H2O và CO3, nó tai hại vô cùng, là lý do đó. Nhưng mà không phải, nó không phải tuyệt đối nha. Chúng ta nói là cái tai hại của nó, nếu chúng ta ăn quá nhiều, làm đủ quá nhiều thì khi nó tạo ra đường như vậy thì làm sao nghe, nghe là nghe nó tạo đàm, nghe cái nguyên nhân nó tạo đàm nó mới mới hết được, chứ làm sao mà cứ ăn cái gì cho nó hết bệnh cho nó tan đàm thì đó. Cái gì chữa 20 năm rồi không hết đàm đấy, biết bao nhiêu thuốc tan đàm này quý vị thử rồi, rồi nó ra rồi nó cũng có đàm lại. Quý vị thấy không, quý vị chữa ngọn rồi, quý vị chữa ngọn rồi, cái gốc mà thức ăn nữa tạo ra đàm, cái thức ăn tạo ra đàm thì không thấy, mà lấy cái thuốc để tan đàm thì quý vị biết, nhưng mà tan đàm rồi gì, trời đất ơi, ủa cái chất quý vị làm sao quý vị thở đấy. Ủa cái chứ có gì? Thôi quý vị bà con ơi, anh ơi, xin tao đổi người đó tên gì đó. Hết quý vị ơi, từ đây sẽ là một giấc mơ. Từ đây cái đàm mà nghẹn họng để cho anh mà không có có thở được là một, sẽ là một giấc mơ. Mà tuột. Vì chúng ta thấy cái thức ăn tạo ra đàm mà, nó là gốc chính mà. Nước con dừa là số 1. Khổ thay, tất cả thịt mỡ đương nhiên rồi, đồ chiên xào. Nó có đi biết, nhưng khổ thay chính cái gì, chính cái cơm trắng nó cũng tạo ra đàm, nên mới chết coi mình chứ. Tại sao? Là vì cái glycogen nó chứa ở gan là gì, gan nó nhả đường, tôi đọc lại đó, với công thức hồi nãy đó, C12H3O11 với lại tinh bột, nó nhả ra đường thì cái tủy tạng quản hồn mới tiết ra cái insulin để trung hòa, để giữ cái đường lại, bỏ vô trong gan, bên tay mặt này, cái gan đây, đã là glycogen, tức là can đường, trên 50 gọi là can đường. Thì khổ nổi cái lượng mà bỏ vô glycogen này nó có giới hạn thôi, nó khoảng 50 tới 100 gram mà cái gan nó chịu hết nổi rồi, nó hết nổi đâu gì mà nó giữ nữa thì nó chết, giống như kho đầy quá rồi nó túi quắt thì nó phải đẩy ra, nó đẩy ra, nó nhả ra thì nó giả, nó nhả đường ra dưới dạng lipid chứ không phải nó nhả đường ra với dạng đường. Nó nhả ra quá rồi nó đẩy ra, nó thành thịt mỡ, nó đỡ bụng nè, mỡ không nè, vú nè, mỡ không nè, mông nè, cái chỗ mà không có hoạt động mỡ đóng không có gì, và đồng thời nó tạo đàm nữa cái gì đó. Thì cái gì, đừng có ăn những cái món mà tạo đàm đó nữa cái đã, chứ đừng có bên đây thì xây nhà ăn những thức đã, tôi nói với gì nghe, đóng thứ tan hết đàm, tắt thời hết đàm liền, không để cơ thể tạo đàm được. Thì giờ tôi đóng cái nguồn này trước, đóng cái nguồn mà tạo đàm trước, rồi tôi chỉ quý vị hết đàm nhanh lắm quý vị ơi, từng vài ba bữa gì đó thôi, thấy không quý vị? Đó, thấy không, thấy do chưa, đừng ăn cái gì tạo đàm mà đừng quên cơm trắng. Do đó ăn làm ơn ít cơm trắng lại, ăn cơm gạo lứt. Nếu người này chỉ có đàm không, còn khỏe mạnh các cái, ăn dùm tôi cơm gạo lứt, ăn dùm tôi cơm gạo lứt dùm với tương, với rau củ, với cá cơm. Nếu người này ăn chay thật là cao quý, nhưng mà nếu người này bệnh mà ăn chay thì nó mất sức, khó phục hồi. Tôi là người mà vài con cá cơm, vài con chép nhỏ nếu có cần, có những loại cấm ăn chép nhỏ như vậy. Với mình cảm ơn các cái các nhỏ rồi, xin phép cái gì nữa, xin phép là ăn một vài loại, một chút súp và vài cái trứng gà. Cái trứng gà có chừng, trứng gà vẫn tạo đàm nha, không có đi biết đấy, đi biết nhiều lắm. Nửa cái trứng gà thôi để giữ cái sức này, trong một tuần lễ xin ăn một lần nửa cái trứng gà, cứ một cái trứng gà thôi. Nếu ăn chay thì có thể ăn trứng gà không trống cái gì để có lấy sức. Rồi bây giờ tôi về nghe đây, nghe chưa, thấy cái quan trọng cái tạo đàm chưa, thì giờ cái gì đấy mà cho tan đàm đây? Dễ vô cùng, vô cùng dễ, không có tưởng tượng nó tệ, nó dễ gì đâu mà bị bệnh mấy chục năm. Đắp cao cái sọ lên ngực trước để giữ cái này trước, đắp cao cái sọ trong cao 27 lên ngực trước để cho rút ra, rút bớt chất độc ở đây. Nếu cần thiết thì đắp nước gừng ở cao cái sọ, coi đây là cái gì, câu 27 rồi ghi trước cho tôi đi. Những trợ phương nha, đây là những trợ phương ở ngọn, còn nãy giờ cái gốc tôi nói rồi, đừng đưa cái tì tạo đàm nữa, đừng đưa chất độc vô cơ thể nữa, chứ không phải là giải trừ chất độc. Dạy gì mà đưa chất độc vô, giống như bên đây xây nhà, bên đây đập nhà, hết rồi. Sáng sớm xây nhà, tối đây búa đập nhà, biết chừng nào cho xong. Bên đây thì ăn uống cho hết đàm, bên đây thì ăn thức ăn tạo đàm.
thì tôi cứ dùng robot chứ. Rồi vậy là bên có những cái thứ rất là dễ, từ từ dễ đến khó. Rồi cái thứ nhất, vậy là bên ăn giùm tôi củ hành, củ cải sống giùm tôi coi, vài lát tôi về tôi chừng nó nóng đó. Củ cải sống nãy tôi có nói rồi đó, gì củ cải sống không những nó tống đàm ra mà nó tống cho huyết trắng ra ngoài luôn, thì trong đó có kênh dưỡng sinh quý vị, nó có dừa lá củ cải trắng, mà dừa củ cải trắng quý vị uống coi là thấy nó đỡ đàm ra. Dĩ nhiên trong cái đó thì chúng ta có dùng những cái máy bên tây y đàm ra, dược cho thuốc đàm được ra cho nó đỡ ngọt cái gì ha. Rồi còn cái gì tan đàm, gì cấp kỳ tan đàm là quý vị nấu nước củ sen 200 gram, củ sen với 200 gram rêu bán, nhớ không, 200 gram củ sen chấm vị sắc đặc uống đàm tan hết, mà nó không có nóng như củ cải trắng, nó cũng tan đàm như củ cải trắng mà nó không nóng như củ cải trắng. Ăn trong một tuần lễ nó ra đàm cả đấy, đấy đàm hết rồi, nó không còn miếng đàm kiếm không ra. Lúc đó một kiếm một miếng đàm để làm thuốc có gì, anh Cao Hầu biết không, lúc đó kiếm miếng đàm làm thuốc kiếm không ra. Còn nữa có một thứ nó tan đàm ghê gớm cái gì đó là đố cái gì đó, đố anh Cao Hầu nhớ không, anh Hầu nhớ không, cái gì làm tan đàm ghê gớm nhất ngoài trừ cái củ cải trắng và ngoài trừ cái canh dưỡng sinh, có một thứ tan đàm thế không thể tưởng tượng nhưng phải biết cách dùng, nó là trà mu đó cái gì. Ôi trời ơi, nó tan không còn một miếng đàm cái gì, nó tan đàm cấp kỳ luôn cái gì, nó đẩy huyết trắng ra cấp kỳ. Nhưng đây lại chữ nhân, huyết áp cao không được uống trà mu và không được uống trà mu buổi sáng. Tại sao không gì được hỏi, nên lại đưa ra nó ra ngoài đề. Ví dụ dùng từ trà mu nếu mà gì cẩn thận thì nấu rượu đen, nãy tôi nói rồi gì, uống cho tôi từ 3-4 gì, uống cho tôi từng muỗng thôi. Nếu huyết áp trên 15-16 không được uống trà mu, nếu phân bón quá không được uống trà mu, còn nếu bình thường thì uống từng muỗng để vấn lộ, từng muỗng cộng với củ cải trắng, cộng với canh dưỡng sinh, cộng với quân bình âm dương, đừng ăn câu số 3, ăn câu số 5, cộng với thể dục phơi nắng đi bộ, tốt hết chị. Tôi nghĩ không nhiều cho trong tuần lễ không còn biết đâu. Từ đó cái gì kiếm một miếng đàm xin lỗi để làm thuốc không có, không có gì, vì theo thực dưỡng đi không có đàm, không có đàm là không có đàm. Đó nhớ không, nhớ về cái trang đàm chưa? Quý vị hỏi cái trang đàm, còn hai cái thì luôn luôn tôi nói hai cái, một cái để quý vị biết cái nguồn gốc của nó để làm cái gì, để chi, để quý vị không bao giờ bệnh lại, mà một cái tôi chữa luôn ông ngọn, chứ phải nói lý thuyết không, vừa nói lý thuyết cho quý vị và vừa chữa luôn cái ngọn quý vị để vừa hết bệnh và không bệnh trở lại như ngày xưa, chứ không để hết bệnh rồi lại ta lại đàm nó xảy ra nữa, lại ra đàm nữa, uống những cái canh dưỡng sinh này nè, rồi uống những cái trà mu hết đàm, rồi quý vị có ăn uống đâu gì lại ra đàm nữa chứ không. Cái gốc buồn gốc đó, chúng ta là những con ma nuôi so mà đề phân tôm, mà tôm là con ma đúng gì, và cái nguồn gốc đây, nguồn gốc nuôi cái thân dưỡng này là thức ăn, mọi một cái tất cả những cái đời vi học nào mà chỉ không chuyên chú vào sửa chữa cái nguồn gốc rồi thức ăn để tạo ra cơ thể này đều là chữa ngọn hết, đều là chữa ngọn hết cái gì, kể cả đông y và tây, tôi nói thật đó, tôi nói thật đó. Như bây giờ biết rồi, đông y cũng biết kiêng cữ ăn, mà tây y giờ cũng biết kiêng cữ ăn, biết hết rồi. Còn xưa một toa thuốc không bao giờ để kiêng cữ ăn, bây giờ tôi thấy các vị bác sĩ cho toa thuốc ở dưới để có để kiêng ăn, có rồi đó. Hồi xưa không có cái gì, không có vụ này, chỉ có đông y mới có kiêng ăn thôi. Rồi quý vị nhớ chưa, dễ hết dạ, mà tốt quá, hay hay quá, có rất nhiều gọi dạ. Hỏi chi tiết chiều 4:30 gọi cho tôi và tôi nói gì như một giấc mơ cái gì, rồi cái gì sẽ kiếm một miếng đàm để làm thuốc không ra đó, chứ đừng nói 20 mấy năm mà bị đàm. Nha, nhớ cái gì sẽ như